bị đau răng. Hôm nay tôi bị đau răng thấu trời xanh. Tôi khó chịu và nhăn nhó như khi ăn ớt. Bạn tôi khuyên tôi là muốn nhanh khỏi thì phải ngậm một miếng chanh thật chua. Nếu vẫn chưa hết đau thì lại ngậm thêm một cục nước đá. Tin lời thằng bạn chết tiệt nên tôi đã làm theo. Kết quả là răng tôi càng e bút. Tôi ngã xuống và dãy này như đĩa phải vôi. Rồi tôi quyết định tìm đến gặp bác sĩ. Ông ấy yêu cầu tôi há mồm to nhất có thể. Loay hoay một hồi, ông ấy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh của tôi. Bác sĩ phán đoán rằng tôi bị đau là do nguyên nhân sâu xa từ hệ thần kinh của đốt sống cổ. Ông ấy bảo tôi ngồi âu đầu về bên trái, nghiêng đầu theo hướng 1:30 về phía phải, cúi gập cổ về phía trước sâu nhất có thể, ngửa cổ về phía sau và đồng thời há mồm đọc to chữ A. Răng tôi chẳng những không thuyên giảm mà trái lại còn đau dữ dội hơn. Vậy mà bác sĩ còn yêu cầu tôi cái mỉm chi, cái khoái chí, cái ngoác mồm. Tôi lại tiếp tục đi tìm gặp một vị tiến sĩ nhà khoa khác. Nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, vị tiến sĩ đáng kính lại phán rằng tôi bị đau là do tôi có tiền sử bệnh đau lưng kinh niên. Ông ấy yêu cầu tôi đứng dậy, vặn sườn hết cỡ về bên trái, nghiêng người 90 độ về bên phải, ngửa người ra sau sâu nhất có thể, khiến tôi suýt ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng chưa thỏa mãn, ông ta bảo tôi đưa tay ra sau lưng, rồi từ lưng đưa thẳng lên đỉnh đầu và vòng tứ đầu xuống phía trước. Sau 3 lần được tham vấn điều trị, nhưng răng của tôi lại càng lúc càng đau trầm trọng hơn. Tôi cương quyết và chỉ tay vào chiếc răng đang bị đau và đề nghị nhổ cho tôi. Nhưng thay vì nhổ chiếc răng đau của tôi thì ông ấy lại gây tê và nhổ nhầm chiếc răng không đau bên cạnh. Lần này tôi đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng có một người thầy đã dạy tôi là phải luôn biết học chữ nhẫn. Cuối cùng tôi đã có một quyết định vĩ đại nhất trong đời, là nhờ bác sĩ nhổ luôn cả hàm răng để thay luôn hàm răng mới cho oách. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ sau khi xem video. Nếu thấy hay, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.